Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay Di mới xin được hai cái bông đây nha. Hai cái bông. Cái này được gọi là cái cây đỏ này, mà nó giống như cái hòn ngọc Biển Đông á. Di xin được hai cái bông này, Di sẽ lấy hai cái hạt phấn của nó ra. Và xin chào anh chị và các bạn. Có một mình thôi. Di sẽ lấy hạt phấn ra nè. Xin hơi cái bông này để có xin mục đích là xin hơi hạt phấn đây. Đầu tiên thì đi dùng nhíp đi lấy ra nè. Hơi cái hạt phấn của nó. Để cái này là cái bài khác nha. Còn hạt nữa đâu ta. Rớt mất con hạt à. Này, bông lên này. Hòn ngọc Diễn Đông nha. Đây nó bài khác nha. Đó. Này có hạt phấn nè. Dì lấy hạt phấn ra nè. Dì sẽ thụ phấn cho cái cây này mấy anh chị xem nè. Dì làm trái á, bên dì là dì đi làm trái luôn á. Nè, cái cây này cũng là một trong những cái cây bạch nha mấy anh chị. Nè cái bạch này nha. Anh chị thấy không? Chắc là do ánh sáng quá mình không thấy đúng không? Này cái bạch nè. Đây là hơi hạt phấn này, anh chị nhìn hơi mấy hạt phấn này. Hạt phấn vàng vàng á, anh chị thấy không? Hạt phấn vàng vàng này. Ngay chỗ vàng vàng này Duy chỉ cái nhíp này đó ha. Bây giờ Duy sẽ thụ phấn này. Mình thụ phấn thì mình hơi tàn nhẫn với em nó một xíu. Mình hơi tàn nhẫn với em nó một xíu nha. Mình sẽ làm cái trái đầu tiên đây nè, mình lật cái này ra đây nè, mình lật cái lưỡi nó ra nè, cái lưỡi nó nè, xíu nữa Di sẽ chụp hình mấy cái lưỡi cho nó của nó cho mấy anh chị xem nè. Nè Di bỏ vô nè, buổi sáng nay là xin để được hơi hạt phấn đó đó. Bên Di là Di lúc trước là làm hàng tự thụ mà thấy tự thụ nó không đạt, cho nên bây giờ Di xin phấn của họ về gieo à, mình lơ chéo với nhau. Và Di làm ba trái à, xin hai bông mà có được ba hạt phấn thôi. Đó. Di sẽ làm ba quả nha. Mấy anh chị. Di làm ba quả. Để khi làm nó rớt cái nọ rớt rồi. Như vậy là Di đã thụ sang, 3 ngày sau nó sẽ đậu trái nha. Nè. Đây là những cái lưỡi của nó nè, cái lưỡi của cây này nè. Mấy chị thấy nè, cực kỳ bạch luôn nha. Lưỡi nó nè, lưỡi cây này cũng vậy nè, cực kỳ bạch. Cái bông này cực kỳ to luôn nha. Bông này rất là to. Là hai cây bạch mình lê với nhau nha. Rồi, cảm ơn mấy anh chị. Bên Di thì chuyên làm mô. Mấy anh chị cần thì liên hệ với Di để mua cây giống nha. Cảm ơn mấy anh chị đã theo dõi video của Di.